Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, có câu tâm còn bất thiện phong thủy vô ích, bất hiếu cha mẹ thờ thần vô ích. Một người dù có đạt được thành công như thế nào nếu bất hiếu với cha mẹ, cho dù có thành kính kính cẩn với thần như thế nào chăng nữa, thì thái độ của con cái đối với cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của họ vào thời điểm nhất định. Dưới đây là những câu chuyện có thật về quả báo của tội bất hiếu. Người con dâu trong câu chuyện vì đối xử tệ bạc với mẹ chồng nên cuối cùng đã phải nhận kết cục đau thương. Tại thôn Đại Quan, Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, có một gia đình gồm mẹ già hơn 70 tuổi với hai mắt mù lòa và con trai con dâu cùng với hai đứa cháu nội, một trai, một gái. Cháu trai tầm 8 đến 9 tuổi, cháu gái 10 tuổi. Người mẹ già sống tại gian nhà tranh nhỏ phía đông, 4 người còn lại sống ở gian nhà tranh phía tây. Người chồng phải đi làm xa ở một lâm trường gỗ xa xôi và thường vắng nhà cả tháng. Một tháng mới về nhà một lần. Hàng ngày, mọi việc trong nhà đều do người con dâu lo liệu. Trong nhà từ trước tới nay không bao giờ xảy ra điều tiếng gì. Bọn trẻ yêu quý bà, rất thích chơi với bà. Mỗi khi trở về nhà, người chồng luôn hỏi xem mẹ có khỏe không. Bà không muốn con trai phải lo lắng cho mình, nên luôn nói rằng bà ổn cả và con dâu ngoan, không có vấn đề gì. Con trai sau khi nghe xong cũng yên tâm. Thời gian lâu sau, tiếng lành đồn xa, hàng xóm xung quanh đều nói cụ bà gặp được người con dâu tốt. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Người con dâu này không những không hiếu thuận mà còn nguyên rủa bà cụ tại sao không mau chóng chết sớm đi, còn thường xuyên cho mẹ chồng ăn cơm thừa, ngay cả đồ ăn thừa của hai đứa con, thậm chí nước rửa nồi cũng mang cho bà uống. Thậm tệ hơn, lúc bà khát nước gọi thì chị con dâu đang lúc rửa chân liền bắt hai con múc lưng bát nước đang rửa chân của mình rồi mang cho bà uống. Có những lần bà không khát nước, cô con dâu cũng múc nước vừa rửa chân của mình rồi gọi con mang cho bà, miệng còn nói rằng đừng để bà khát, không lại nói chúng ta không hiếu thuận. Dù bị con dâu đối xử thậm tệ, nhưng cụ bà cứ ngày ngày nhẫn nhịn, chịu đựng. Nhưng đến buổi trưa một ngày, mùa hè năm 1960 là thời điểm tức nước vỡ bờ. Hôm đó, trời đổ mưa lớn, còn kèm theo sấm chớp inh tai vô cùng đáng sợ. Lúc đó, con dâu và hai đứa cháu nội đều ở trong gian nhà phía tây. Sét đánh lên nóc nhà của người con dâu, rung chuyển đến mức bụi ở trên cột nhà còn rơi xuống. Tình trạng này trước nay chưa từng xảy ra, khiến cụ bà vốn thường uống nước rửa chân cũng phải kinh sợ. Cô con dâu hoảng sợ trốn trong phòng ngủ phía tây, ngồi trên cạnh giường, một tay nắm chặt tay con trai, một tay nắm chặt tay con gái. Ba người lo sợ đến phát run. Mưa to kéo dài khoảng nửa giờ thì ngớt, sớm chớp cũng không còn chớp sáng nữa. Người con dâu thấy nhẹ nhõm, bỏ tay hai đứa con ra. Cuối cùng, khi cơn bão đã đi qua, những đứa trẻ vội vã chạy ra ngoài để kiểm tra tình trạng của bà nội. Nhưng ngay khi chúng rời khỏi phòng ngủ, một tia sét cuối cùng đã từ cửa sổ đánh thẳng vào phòng ngủ. Trong chớp mắt, đánh chết người con dâu vẫn còn ngồi trên giường. Khi đó cô ta mới 37 tuổi. Lúc đó, người chồng đang lái xe ở lâm trường, cách nhà hơn 200 dặm. Sau khi nhận được tin buồn, anh mau chóng về nhà làm tang sự. Hàng xóm không hiểu sự tình thì nói, làm sao sét lại đánh chết một người con dâu tốt như vậy? Cũng có người nói, nhất định là cô ta đã làm việc xấu nào đó mà mọi người không biết đó thôi. Sau khi lo tang sự xong xuôi, người cha hỏi các con của mình chuyện gì đã thực sự xảy ra ở nhà. Các con mới đem toàn bộ sự thật nói cho cha biết. Nghe tin mẹ bị uống nước rửa chân, anh ta tức giận đến mức muốn đào xác vợ lên, định bụng sẽ quật xác cho hả giận. Nhưng trước lời khuyên của người mẹ già tội nghiệp thì anh ta cũng đành phải dằn cơn nóng giận xuống. Người phụ nữ ngược đãi mẹ chồng đã bị sét lấy mạng, thậm chí chờ đợi cô ấy ở địa ngục là những thứ còn khủng khiếp hơn. Cuối thời điểm những năm 70 cũng có một sự việc tương tự xảy ra tại thành phố Bắc Kinh. Một người phụ nữ hơn 60 tuổi, thân hình cao lớn, khỏe mạnh, tên là Lưu Thị. Gia đình có 6 người, thuê vài căn phòng ở trọ. Một gian là mẹ chồng ở, hai gian là người phụ nữ đó và cháu trai, cháu gái ở. Còn hai gian khác là con trai và con gái ở. Chồng của Lưu Thị mất từ khi nào thì không rõ, chỉ biết khi gia đình chuyển về đây, anh đã không còn nữa. mẹ chồng không phải là mẹ ruột của chồng Lưu Thị, bởi vì chồng Lưu Thị chỉ là con nuôi của cụ bà. 70-80 năm về trước, theo tục lệ ở làng, con gái không được kế thừa gia sản của gia đình, và phụ nữ có gia sản mà không có con trai thì nhất định phải nhận con trai của người thân làm con nuôi. Nếu không, toàn bộ gia tài đều bị người thân thừa kế. Việc nhận nuôi con này là vô cùng nghiêm túc. Tuy rằng không có thủ tục giấy tờ pháp lý, nhưng còn nghiêm túc hơn nhiều so với thủ tục pháp lý ngày nay. Chồng Lưu Thị đã chết, nhưng cả gia đình cô đều phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng cụ bà. Cuộc sống hàng ngày của cụ bà ra sao, không ai được biết. Chỉ biết từ trước tới nay, cụ bà không bao giờ ăn cơm chung cùng với mọi người. Cơm nước đều được đem tới phòng cho bà. Một ngày không may, cụ bà bị ngã gãy xương phải nằm trên giường. Đó là căn phòng phía nam. Mùa đông không có ánh mặt trời, cũng không bao giờ thấy có người đưa cụ ra ngoài phòng tắm nắng. Càng không có người lật mình cho cụ. Phía dưới mông của cụ thịt bị thối loét vì nằm liệt giường. Từ đó hàng xóm đều dần dần không nhìn thấy cụ bà nữa. Sau này, mọi người thường xuyên nghe thấy lời oán trách của Lưu Thị rằng cụ bà hay đại tiện trên giường, và mọi người cũng thường xuyên nghe thấy tiếng kêu đói, kêu khát của cụ bà. Rồi một ngày, người ta nghe nói mẹ chồng của Lưu Thị chết đói trên sàn nhà. Vì Lưu Thị sợ cụ bà sẽ đại tiện tại chỗ nên thường để cơm dưới đất cho cụ bà ăn. Cụ bà vốn gãy chân, vì để lấy bát cơm nên đã ngã từ trên giường xuống và chết ở đó. Đến đây câu chuyện mới bắt đầu xảy ra. Không nhớ rõ chính xác là mấy năm sau, Lưu Thị từ một người thân thể cao to khỏe mạnh, bước đi nhanh nhẹn, giọng nói vang vang, đột nhiên trúng gió bị tê liệt. Miệng méo, mắt lệch, nói chuyện không rõ, vệ sinh đại tiện đều trên giường. Lưu Thị có một người con trai, hai người con gái. Con trai Lưu Thị là một bác sĩ có tay nghề tinh xảo. Đó là niềm kiêu ngạo của Lưu Thị. Lưu Thị đời này toàn lực chăm sóc cho con trai. Sau khi con trai lấy vợ sinh con, đều do một tay Lưu Thị chăm sóc. Khi Lưu Thị bị liệt, vệ sinh đại tiện đều trên giường. Lúc này con gái lớn đành đón mẹ về ở nhà mình, vì tránh để mẹ bị lở loét khi nằm một chỗ. Người con gái tuy bị cao huyết áp, nhưng cứ một lúc lại lật người cho mẹ. Nhưng Lưu Thị thân người to lớn. Con gái bị cao huyết áp, mỗi lần lật mình cho mẹ là lại bị mệt, huyết áp tăng cao phải uống thuốc. Con rể đau lòng mà nói, như vậy không được, không thể tiếp tục như vậy thêm được nữa. Vào một buổi sáng, người con trai trên 50 tuổi của Lưu Thị bất giác không dậy được rồi ra đi. Nghe nói tim có vấn đề, nhưng mà người con trai này từ trước tới nay không hề có bệnh về tim. Lưu Thị một thời gian dài không thấy con trai đến thăm mình, miệng nói không rõ câu mà hỏi thăm người nhà. Tuy mọi người đều nói là bận công việc, nhưng trên khuôn mặt đã biểu đạt ra câu trả lời. Lưu Thị nước mắt không ngừng rơi. Người phụ nữ trẻ ở thôn Đại Quan phía tây ngoại ô thành phố Nam Dương tỉnh Hà Nam. Một tia sét là phải gặp Diêm Vương, lĩnh tội hình. Lưu Thị ở thành phố Bắc Kinh này lại đi một con đường khác. Cô phải chịu tội khổ một trận ở thế gian vì đã ngược đãi mẹ chồng của mình, rồi mới đến nơi cần phải đến. Con người thường cho rằng mình nghĩ gì thì làm nấy, muốn hành ác như thế nào thì hành ác như thế đó. Có bao nhiêu sự việc đã biểu thị rõ rằng căn bản không phải là vậy. Bởi trước đó, vụ việc của người đàn ông tên Vương, 40 tuổi vào một ngày mưa bão, khi một tiếng sét kinh thiên động địa dội xuống ngôi làng Vạn Xuân, khiến cho người dân làng sợ hãi, không ai dám ra khỏi nhà. Cũng trong cái khoảnh khắc mưa gió ấy, một ngọn sét từ trên trời cao đã đánh thẳng vào một ngôi nhà. Đến sáng ngày hôm sau, mọi người tá hỏa phát hiện một thi hài nam giới đã cháy đen thui do bị sét đánh. Người đàn ông thiệt mạng vốn là người con có hiếu tại làng Vạn Xuân. Điều ly kỳ hơn còn nằm ở chỗ, ông Vương lúc đó đang cõng mẹ già trên lưng để bà đỡ sợ sấm sét. Thế nhưng ngọn sét đánh vào nhà lại chỉ tước đi mạng sống của một mình ông, còn mẹ ông thì chỉ bị xây xát ngoài da. Vào thời điểm dân làng ập vào nhà, người mẹ già cả của ông Vương lẳng lặng ngồi trong góc. Bà không rơi lấy một giọt nước mắt, chỉ lạnh lùng nhìn thi hài con trai mình rồi nói một câu: lấy mạng nó là đáng lắm. Sự ra đi của người đàn ông hiếu thảo có tiếng cùng với câu nói của bà mẹ đã khiến cả vùng quê vốn bình yên ấy không khỏi chấn động. Nhiều tuần lễ sau sự ra đi của ông Vương, dân làng nơi đây vẫn không ngớt bàn tán. Đa số họ đều cho rằng bà lão trong gia đình ấy là một người mẹ vô tâm. Có người còn ác ý bình luận rằng có lẽ hôm đó ông trời vốn muốn đánh thiệt mạng bà mẹ nhưng lại có ông Vương đứng ra che chở. 2 năm sau sự ra đi của ông Vương, người mẹ già cũng buông tay trần thế. Chẳng bao lâu sau, cô con dâu nhà ấy cũng bỏ xứ mà đi. Nào ngờ một ngày nọ, người con dâu ấy đột nhiên viết một lá thư gửi cho trưởng thôn. Chỉ đến khi phong thư ấy được mở ra, dân làng mới biết được bí mật động trời mà những con người khốn khổ đã ngậm đắng nuốt cay để che giấu bấy lâu nay. Hóa ra, người đàn ông nổi tiếng hiếu thảo trong trí nhớ của mọi người lại là một người khác xa với tưởng tượng. Vì vợ không thể sinh con, ông ta đã ngoại tình và có một người con riêng ở bên ngoài. Mỗi lần về nhà, ông ta thường xuyên đóng chặt cửa nẻo để hành hung, chửi rủa vợ mình. Nếu như không có người mẹ chồng già cả, ốm yếu đứng ra che chở, có lẽ người vợ tội nghiệp ấy đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc có khi còn chết vì những trận đòn không thương tiếc. Ông Vương thường xuyên thể hiện cho người ngoài biết mình là một người con hiếu nghĩa, cốt chỉ để mẹ đồng ý cho mình mang con riêng về nhà. Thế nhưng vì thương con dâu hiếu thảo, bà lão cương quyết không đồng ý, nên cũng bị con trai đối xử một cách tàn nhẫn. Phần thức ăn nóng hổi mà ông mang về nhà thực chất đều đem cất đi để bản thân mình ăn, còn mẹ ruột và vợ chỉ được dùng cơm thừa canh cặn. Khi người mẹ định nói sự thật về con trai với mọi người trong thôn, ông ta liền nổi giận đánh đập bà chả khác nào một kẻ côn đồ. Mỗi năm, người con bất hiếu ấy chỉ cho mẹ mặc đúng một bộ đồ mới vào dịp Tết. Sau khi dắt bà đi tản bộ cho người làng nhìn thấy, ông ta lại bắt mẹ về nhà, cởi đồ rồi cất đi để năm sau mặc lại. Lúc này, nhiều người mới để ý thấy những bộ đồ mới mặc trong lễ mừng năm mới của các năm đều cùng một bộ. Sau khi đi dạo một vòng ở bên ngoài về xong, về nhà sẽ cởi ra, đem cất kỹ để lần sau mặc lại. Bà mẹ và người vợ tội nghiệp kia thực chất đã mấy năm chẳng có nổi một bộ quần áo mới, bởi người đàn ông lòng lang dạ sói kia luôn chỉ trích họ không xứng mặc đồ đẹp, bởi tiền của hắn đều chu cấp cho người phụ nữ bên ngoài kia. Hắn nói rằng phụ nữ không sinh được con thì không xứng mặc quần áo mới. Nhiều năm về trước, chẳng biết nghe được lời đồn ở đâu rằng những kẻ bất hiếu có thể bị trời đánh, nên mỗi khi có dông bão, ông Vương đều đem mẹ già cõng lên người, coi bà như là một lá chắn để ngăn trở cho mình nếu chẳng may có bị trời phạt. Thế nhưng trời xanh có mắt, kẻ bị sét đánh chết khi đang cõng mẹ trên lưng lại chính là người con giả tạo và bất hiếu ấy, còn người mẹ già lại may mắn chỉ bị thương ngoài da. Sau khi đọc xong lá thư của cô con dâu đã bỏ xứ mà đi, người dân trong làng ai ai cũng thấy hổ thẹn và hối hận. Hóa ra, kẻ mà họ ca ngợi và bênh vực bấy lâu nay lại là một đứa con bất hiếu đến trời đất còn khó dung tha. Thưa quý vị, có quan niệm hiếu vì bách hạnh chi tiên, ý nói hiếu thảo được xem như đứng đầu trong hạnh. Cũng bởi vậy mà bất hiếu bị xem như một trọng tội. Cha mẹ đã có ơn sinh thành dưỡng dục thì phận làm con phải biết báo hiếu mẹ cha, chăm sóc khi về già, đừng làm điều trái với lương tâm đạo đức. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.